Chào, hoan nghênh các vị đồng学, chào mừng các bạn học viên đã quay trở lại với hành trình 21 ngày chinh phục tiếng Trung cơ bản cùng cô Hà. Và cô trò chúng ta hôm nay đã được gặp nhau rồi. Và các bạn nhớ cô không? Cô tên là gì nhỉ? Cô tên là Nguyễn Thu Hà. Lão sư tớ Trung Quân Minh Tư Sư Rạn Châu Xá, Rạn Châu Xá, Rạn là họ Nguyễn, Châu là mùa thu đúng không? Châu Thiên tại Châu mùa thu và Xá, Xá là đám mây hồng. Đó, bạn nào có tên hài giống cô thì có thể dùng từ Xá này nhé. Và hiện nay cô đã là chuyên viên đào tạo kiêm giáo viên ở Hikado Academy. Và đam mê của cô là giảng dạy và nghiên cứu văn hóa Trung Quốc. Cô cùng các cộng sự ở Hikado đã cùng nhau biên soạn lên những giáo trình và chương trình học trả giá trị cho hơn 10.000 bạn trên toàn thế giới. Và các thầy cô cũng mong muốn rằng tương lai sẽ có thể giúp đỡ thêm cho nhiều bạn hơn nữa, nhiều bạn hơn nữa trên toàn thế giới học tiếng Trung vui vẻ, nhẹ nhàng mà hiệu quả. Và trước khi vào nội dung chính của buổi học hôm nay, chúng ta sẽ đến phần nào nhỉ các bạn nhỉ? Đến phần văn hóa gì nhỉ? Văn hóa học tập 4S đúng không? Văn hóa học tập 4S. Các bạn hãy viết xuống bên dưới comment những văn hóa học tập nào các bạn còn nhớ nào, văn hóa học tập nào và nội dung văn hóa là như thế nào thì các bạn hãy viết xuống comment nhé. Các bạn viết xuống đi. Chúng ta sẽ nhắc lại một chút nhé, văn hóa học tập của chúng ta là gì. Đúng rồi, các bạn rất là nhớ đó. Chúng ta có những chữ S đúng không? Là chữ S đầu tiên sẽ là văn hóa, văn hóa sổ bút nước uống. Chúng ta luôn luôn chuẩn bị sổ để ghi chép những thông tin quan trọng và nước uống, nước uống để chúng ta có tư duy hoặc là tiếp thêm cho ta nhiều năng lượng đúng không? Và văn hóa số 2 là văn hóa gì nhỉ? Các bạn hãy viết xuống nhé. Và văn hóa thứ 2 là văn hóa sự hiện diện. Chúng ta sẽ tập trung trọn vẹn cho buổi học tích cực tương tác cùng cô Hà. Tích cực tương tác cùng cô Hà bằng cách gì nhỉ? Bằng cách comment xuống dưới phần comment. Chúng ta sẽ thực hành thật nhiều và chúng ta tương tác thực hành nhiều thì chúng ta sẽ nhớ lâu và nhớ kỹ bài học của chúng ta hơn. Và văn hóa thứ ba là văn hóa sẵn sàng. Chúng ta sẽ chuẩn bị nội dung trước buổi học, trước mỗi buổi học và xem lại video bài cũ và luyện tập. Chúng ta phải luyện tập thật kỹ nhé để chúng ta ghi nhớ những kiến thức và có thể tiếp thu thêm những kiến thức mới và sâu chuỗi nó lại với nhau. Và cuối cùng là văn hóa sự cam kết. Chúng ta sẽ cam kết thực hành mỗi ngày, và đồng hành đến cuối khóa học để nhận trọn vẹn giá trị. Chúng ta đi gần đến đích rồi đó. Chúng ta cố gắng nhé. Chia dậu. Và trước khi vào phần nội dung chính, chúng ta sẽ đến phần gì nhỉ? Các bạn có nhớ không? Phần mà để cho não bộ tiêu ra thành serotonin giúp chúng ta học tập hiệu quả là phần gì? Là phần khởi động đúng rồi, chúng ta sẽ đến phần khởi động nhé. Và chúng ta sẽ hát theo bài hát họ ba và khoai ba và đúng không? Bài hát này chắc chắn là các bạn đã thuộc hết rồi đó. Chúng ta sẽ hát lại bài hát này nhé. Hát thật to và vỗ tay thật mạnh nhé. Hát thật to và vỗ tay thật mạnh. Thì mình chuẩn bị hát lắm mà. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi thì hãy comment 2 chữ S xuống bên dưới nào. Comment 2 chữ S xuống bên dưới nào. Chúng ta có hai bài này nhé. Học ba và khoai ba và. Sau hành trình này các bạn thuộc hết bài hát này rồi đấy. Ok, bắt đầu nha. Chúng ta sẽ hát thật to và vỗ tay thật mạnh nhá. Học ba và khoai ba và. Xong rồi và chúng ta sẽ xem một lượt lại lộ trình của chúng ta. Chúng ta đã đi được 16 buổi trên 21 buổi rồi đó, chỉ còn 5 buổi nữa là chúng ta sẽ kết thúc.
Và sau khi chúng ta đi đến cuối hành trình và đến đích thì chúng ta sẽ nhận được có cơ hội nhận được quà tặng là bộ thẻ flashcard để phục vụ việc học tập của các bạn và một chứng nhận đã tham gia và hoàn thành hành trình 21 ngày chinh phục tiếng Trung cơ bản. Và nội dung của buổi hôm nay sẽ là đầu tiên là game review. Review chúng ta sẽ ôn lại bài cũ một lượt đúng không? Sau đó chúng ta vào nội dung chính của buổi học và cô giáo sẽ giới thiệu cho các bạn về phương pháp sẽ trình nhớ, một phương pháp sẽ trình nhớ. Và sau đó chúng ta đã học xong rồi chúng ta sẽ có phần thực hành qua game thực hành và bài tập về nhà. Các bạn đã sẵn sàng đi vào phần game review chưa nào? Sẵn sàng rồi thì chúng ta comment gì nhỉ? Comment hai chữ S nào. Các bạn hãy comment hai chữ S xuống dưới phần comment cho cô giáo nhìn thế nào. Hãy comment xuống thể hiện sự sẵn sàng của các bạn nào. Sẵn sàng. Comment xuống nào, các bạn comment xuống nào. Rất nhiều bạn đã comment rồi đó. Rất là tốt, phê chào họ. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu vào phần game review nhá. Các bạn sẽ tập trung nhá. Chúng ta sẽ ghi nhớ và đọc lại từ vừa bị mất. Mình chuẩn bị hỏi lắm á. Các bạn đợi nha. Chúng ta sẽ có 7 giây nhá. Sư thắng, nán thô, miên thẻo. Các bạn hãy ghi nhớ và sau khi có một từ biến mất thì các bạn sẽ đọc to từ đó lên và comment đáp án xuống nha. Các bạn comment từ nào vừa biến mất xuống nào. Comment xuống nào, các bạn comment nhanh nào. Từ nào vừa đã biến mất nào. Đã biến mất nào. Đó chính là từ. Đây là miên thẻo. Phê chẳng hả. Từ miên thẻo. Miên thẻo. Nhi mân xỉ khoan chư miên thẻo mà? Xỉ khoan chư miên thẻo mà? Các bạn hãy ghi nhớ thật kỹ này sau đó đọc to từ đã biến mất và comment xuống nhá. Từ nào đã biến mất nhỉ? Đó là từ gì? Các bạn comment nhanh xuống nào, comment nhanh xuống nào, cô giáo nhìn thấy nào. Ở game này luyện chúng ta sự phản xạ đó. Cố gắng nhé, từ nào nhỉ? Đây là từ giảo zi. Giảo zi, nì mân xì khoan chư ma? Nì mân xì khoan chư giảo zi ma? Giảo zi, hẳn hảo chư, đúng không? Hẳn hảo chư. Hẳn hảo chư giảo zi. Tiếp theo. Yào, gơ. Bao zi, sấy và quả. Sẽ nào cái nào? Từ gì sẽ biến mất đấy? Hai từ đã biến mất rồi đó. Từ nào nhỉ? Các bạn hãy comment nhanh xuống là từ nào đã biến mất rồi. Từ nào đã biến mất rồi. Đó chính là từ. Rất là tốt. Từ bao zi và quả. Nhi yào chư bao zi mà? Nhi yào chư bao zi mà? Na nhi yào chư chỉ cơ? 你要吃几个包子? 一个, 两个, 三个, 还是四个呢? 那米饭呢? 你们喜欢吃米饭吗? 你们喜欢吃米饭吗? 那你要吃几碗米饭? 你要吃几碗米饭? 一碗, 两碗, 非常好, 这条, 啤酒, 杂志, 鸡蛋, 汤, 问, 非常好. Các bạn sẽ viết số nào, viết số nào, viết số từ vừa biến mất nào. Có từ nào vừa biến mất nhỉ? Đó chính là từ 啤酒 và 汤. 你想喝啤酒还是喝汤呢? 你想喝啤酒还是喝汤? 我们有什么汤呢? 我们有什么汤? 鸡蛋汤, 还有什么? 还有, 鱼汤, 对吧? 鱼汤, chúng ta có canh, canh trứng gà, hay là canh, canh cá cũng được, đúng không? 好, 非常好. Tiếp theo nha, câu cuối cùng. 中午吃饭, 翻译的名字, 还有汉字. Ba từ đã biến mất, ba từ đã biến mất là từ gì? Các bạn hãy comment xuống nào. Ba từ vừa biến mất là từ gì nào? Ba từ vừa biến mất là từ gì? Đó chính là từ. Trung ngủ, chư phan. 那老师问你们,
Trung ủ nỉ chư phan mà? Trung ủ nỉ chư phan là mà? Trung ủ nỉ chư phan là mà? À, trung ủ của chư phan là. Trung ủ của hài mấy chư phan. Na trung ủ nỉ chư sẽ mà? À, chư miên thảo, à, chư mì phan, à, chư, chư bao tử, à, hẳn tố đúng không? Phải chẳng họ. À, và buổi thứ 16 chúng ta sẽ nội dung sẽ là Pính của y chín tố sảo chén, à, bao nhiêu tiền một cân táo. Ừ, chúng ta sẽ vào phần bài khóa, sau đó đến phần từ vựng nhé. Bài khóa của chúng ta đây, à, và lão sư huy tố y biên, rồi hơ nì mân, gần lão sư y chỉ tố, hả má? À, lão sư tố y biên nè. À, Pính của y chín tố sảo chén. Nì mải sân mơ? 我买苹果，苹果一斤多少钱？ 三块，太贵了， 两块五吧。 你要几斤？ 我要五斤。 还要别的吗？ 橘子怎么卖？ 两块， 要两斤。 一共多少钱？ 一共16块5， 你给16块吧， 给你钱， 这是50， 找您34块。 À, chúng ta đã, cô giáo đã đọc xong một bài khóa một lượt đúng không? Bây giờ cô giáo đọc và cô giáo đọc mỗi câu cô giáo đọc một lần và các bạn nhắc lại 2 lần nhé. Cô đọc một lần và các bạn nhắc lại 2 lần. Ừ. Nhưng mà trở về họ lắm mà. Hả? À, của mình khai sử. 苹果一斤多少钱？ 你买什么？ 我买苹果，苹果一斤多少钱？ 三块。 三块太贵了，两块五吧。你要几斤？我要5斤。还要别的吗？ 橘子怎么卖？ 两块。 要2斤。 一共多少钱？ 一共16块5。 你给16块吧。 给你钱， 这是50， 找您34块。 好， 对， tốt, các bạn đọc rất tốt. Hả, chúng ta đã đọc một lượt rồi, các bạn về bạn đọc thêm và các bạn đọc thêm nhiều lần vào nhé. Ừ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dịch bài khoản này nhé. Pính của là quả táo đúng không? Pính của y chín tua sảo chén. Y chín là một cân, tua sảo chén là bao nhiêu tiền? Thì ở đây sẽ là táo bao nhiêu tiền một cân hoặc là một cân táo bao nhiêu tiền. Tiếp theo, ní mải sấm mơ, bạn mua cái gì? Bạn mua gì? Ủa mải pính của tôi mua. Tôi mua táo. Pính của y chín tua sảo chén. Táo bao nhiêu tiền một cân? Sang khoai, 3 tệ. Sang khoai. 太贵了, 2块5吧, 3块, đắt quá, 太贵了, đắt quá, 2块5吧, 2 tệ 5 đi, 2 tệ rưỡi đi. 你要几斤? Bạn muốn mấy, chỉ là mấy, mấy cân. 我要5斤, tôi muốn 5 cân. 还要别的吗? Biết là đồ khác, cái khác.
Bạn có muốn quả gì khác nữa không? Bạn có muốn thứ khác nữa không? Chí sư chẳng mà mai, chí sư là quả quýt. Chí sư chẳng mà mai quả quýt thì bạn thế nào? Lẻng khoai, lẻng khoai. Yào lẻng chín, ý cung tô sạ chén. Tôi muốn 2 cân, tổng cộng là bao nhiêu tiền? Ý cung sử liêu khoai ủ, tổng cộng ý cung là tổng cộng sử liêu khoai ủ là 16, 16 tệ 5, 16 tệ rưỡi. Nhi kể sử liêu khoai bà, bạn đưa cho tôi 16 tệ đi, bạn đưa cho tôi 16 tệ đi. Kế nhi chén, đưa bạn tiền, gửi bạn tiền. Đây là 这是50, đây là 50, trả lại bạn 30, 34 tệ, 34 tệ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần sinh từ, chúng ta sẽ đến phần từ mới nhé, từ mới. Đi cơ sinh từ sư mãi, đại gia cái lão sư y chỉ tụ, mãi, mãi. Mãi là là mua đúng không? Mua. Nào, của mình có thể mãi sớm không? Mãi. Của mình có thể mãi suối của tôi bà. Mãi suối của. Mãi suối của. Hoặc hỗ trợ mãi. Mãi. Phiến của tôi bà. Phiến của là quả táo tôi bà. Mãi bao chữ. Mãi. Miên thiếu. Mãi. Chảo chữ. Mãi chảo chữ. Tôi sẵn hợp. Tôi có thể mãi rất là nhiều thứ. Tôi có thể mua rất là nhiều thứ đúng không? Tiếp theo. Khi chúng ta đến một cửa hàng gì đó, chúng ta bảo là chúng ta muốn mua một đồ gì đó, chúng ta sẽ hỏi là gì nhỉ? Tôi xiang mãi sẵn sẵn sẵn. Ví dụ, tôi muốn mua bánh bao sẽ là tôi xiang mãi bao chữ. Tôi xiang mãi bao chữ, đúng không? Tôi xiang mãi miên thiếu, thì chúng ta muốn mua mì đúng không? Hoặc là tôi xiang mãi chảo chữ, thì chúng ta muốn mua sủi cảo. Đó. Tiếp theo sẽ là sủi quả. Nhì mân cân là sư y chỉ tố. Sủi quả. Sủi quả. Sủi quả là hoa quả. Hoa quả. Nà, ủa mân yếu sở mơ sủi quả nà? Ủa mân yếu sở mơ sủi quả nà? Chúng ta sẽ có苹果, đúng không? 苹果. Hay có 橘子, 橘子 là quả, quả quýt, đúng không? 橘子. Sau đó chúng ta còn có, cô giáo sẽ mở rộng cho các bạn, chúng ta còn có 香蕉. 香蕉 là quả chuối. Là 草莓, 草莓 là quả dâu tây, dâu tây. Hay là 西瓜, 西瓜 là dưa hấu. Và từ hôm trước chúng ta đã học rượu, rượu vang là gì nhỉ? Phú tháo triệu các bạn nhá. Phú tháo là nho, đúng không? Và có rất là nhiều loại hoa quả khác. Nà nǐ men xǐ huān chī shuǐ guǒ ma? Nǐ men xǐ huān chī shuǐ guǒ ma? Nà nǐ men xǐ huān chī shěme shuǐ guǒ? Nǐ men xǐ huān chī shěme shuǐ guǒ? Các bạn thích loại quả nào? Hiểu rồi, xǐ huān 苹果对吧？有人喜欢橘子啊，老师喜欢草莓啊，还有葡萄。老师喜欢草莓和葡萄。那老师问葡萄葡萄好吃吗？葡萄好吃吗？很好吃对吧？接下来，接下来，斤chúng ta có từ斤，斤là cân cân này là cân của Trung Quốc。Và cân của Trung Quốc chỉ bằng một nửa kg thôi, một nửa kg thôi. Vậy nên khi mà xem những video của Trung Quốc ấy, các bạn có để ý là khi mà họ hỏi về cân nặng ấy, thì thường sẽ trả lời là y bài, đúng không? Y bài gì đó gì đó. Y bài chin, hoặc là hơn, nặng hơn. Y bài tôi chin, có nghĩa là họ nặng hơn 100 cân. 100 cân thì ở đây sẽ là 100 cân. Y bài chín, được không? Nhưng thực ra là có nặng thế không? Thực ra chỉ bằng 50 cung chín 50 kg thôi. Đó, vậy nên ở bên Trung Quốc thì hơn 100 cân là rất bình thường, 100 cân là rất là bình thường. Và
Vậy nên lại nhiều khi các bạn mà sang Trung Quốc mua hoa quả các bạn thấy rất là rẻ, bởi vì có khi là 10 tệ hay là có khi 3 đến 4 tệ thôi là một cân rồi, nhưng thật ra là cân đó chỉ là một nửa kg thôi, một nửa kg thôi. Nhiều khi là rất là rẻ, có khi nhưng mà có nhiều khi là có thể là cũng không không rẻ đâu, không rẻ là đâu, khi mà chúng ta nhân đôi lên như thế thì không chắc là đã rẻ đâu. Vậy nên chúng ta mà đi mua hoa quả bên Trung Quốc thì chúng ta chú ý nhé về cân cân và kg nhé, cân và kg. Na là sư quân. Nhị yao chỉ trên苹果呢？你要几斤苹果？Khi mà chúng ta đi chợ đúng không? Chúng ta muốn mua gì đó đúng không? Chúng ta hỏi là nǐ yào mǎi shénme đúng không? Nǐ yào mǎi shénme thì wǒ yào mǎi shuǐ guò. Rǎn hǒu nǐ yào qǐ jìn, nǐ yào qǐ jìn. Chúng ta có thể là wǒ mǎi pǐng guò, nǐ yào qǐ jìn pǐng guò. Chúng ta có thể trả lời là gì? Wǒ yào đúng không? Wǒ yào shénme shénme de. 我要什么什么的金，对吧？都 muốn 比如说呢，我要2斤，我要4斤chúng ta có thể viết như thế này, có thể nói như thế này. Tiếp theo là từ công trình là sư cô giáo đã vừa đã nói đấy, thì một cân sẽ bằng một cân của 1 kg sẽ bằng, ở đây thì chuẩn hơn sẽ là kg kg thì 1 kg sẽ bằng bằng 2 cân của Trung Quốc đúng không, bằng 2 cân của Trung Quốc đúng không, một công trình y công trình 2 cân sẽ bằng. Tiếp theo là quay 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 là quay là quý, quay tiếng Hán Việt sẽ là quý, thì quý sẽ là đắt đúng không, quý sẽ là đắt, vì quý nên nó mới đắt, như kim cương chẳng hạn thì rất là mất nhiều thời gian thì mới tạo ra một thành một viên kim cương, vậy nên nó rất là đắt, cái gì quý thì sẽ rất là đắt. Quay tôi bảo thế nào. Ví dụ là một cân táo là 200.000. Na quay mà hả quay tôi bảo hả na là sư quan nhỉ mang tờ nhỉ mang tờ sổ chi nhỉ mang tờ sổ chi quay mà nhỉ mang tờ sổ chi quay mà quay hả sư phú quay phú thay quay tôi bảo phú thay quay hả có bạn thì sổ chi hả quay sổ chi quay là sư tờ sổ chi bú quê bú quê thì khi mà chúng ta đi chợ ấy, chúng ta thấy đắt quá, hoặc là như bình thường chúng ta các mẹ chúng ta hay giả trả giá đúng không, hay trả giá thì thường khi mà nghe giá của một món đồ xong thì chúng ta hay nói là thai quê là thai quê là tiền tiền ba na tiền nhi sư sầm ý sư tiền nhi sư sầm ý sư tiện nghi là gì nhỉ? Tiện nghi sẽ là rẻ đúng không? Thì thường thì khi mà mình trả giá thì khi thấy họ nói giá một món đồ gì đó chúng ta hay thấy nó là thay quay là tiện nghi ba, thì khi đó họ có thể giảm giá cho chúng ta một chút, có thể hoặc không, nhưng chúng ta cứ nói như thế, nếu mà được giảm thì tốt quá, còn không được giảm thì thôi vậy. Quay sẽ là đắt và chúng ta sẽ câu câu trong khi chúng ta mua sắm chúng ta hay nói câu là thay quay là tiện nghi ba, các bạn nhớ câu này nhé. Khi mua bất cứ đồ gì chúng ta cũng nói câu này thì có thể không, nhưng mà có thể có khả năng sẽ trả giá được. Và đối lập với cậu quay sẽ là tiện nghi. Tiếp theo là tua sảo. Chúng ta có từ tua sảo và chúng ta khi chúng ta mua sắm chúng ta sẽ có câu là tua sảo chén. Tua sảo chén, tua sảo chén sẽ là gì nữa? Tua sảo chén, bao nhiêu tiền là bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền chúng ta có thể hỏi là y chín tua sảo chén, một cái loại quả gì đó nhé, y chín tua sảo chén,
ví dụ là 苹果一斤多少钱 hoặc là 苹果 多少钱 一斤 一斤 đó, chúng ta hỏi như này. Và sau đó sẽ là chúng ta sẽ trả lời như bình thường, 苹果一斤 3块 hoặc là 4块. Và có từ chúng ta còn có từ chỉ và từ 多少 chỉ和 多少 有什么区别呢 các bạn có biết là chỉ và 多少 có điểm gì khác nhau không? Các bạn có thể comment xuống nhé, có thể comment xuống nhé. Chỉ là áp dụng cho những số dưới 10 và 多少 là những số trên 10. Giống như tiếng Việt chúng ta có từ chỉ là từ mấy và 多少 là bao nhiêu đó. Thì mấy thì thường là 10 dưới 10 đúng không? Và 多少 thì thường trên 10 các bạn nhé. Tiếp theo là đến từ khoai, khoai là đồng, khoai là đồng là tệ, là tệ bên Trung Quốc. Khoai thì bên Trung Quốc dạo này đang thịnh hành trào lưu là nói là mì, một mì là một khoai, một mì là một khoai. Khoai thì bảo chúng ta được khoai, ý khoai, một khoai sẽ là một tệ, một khoai sẽ là một tệ. Giáo sư hỏi, "Bình quả 1斤多少钱呢?" Bình quả 1斤多少钱? Thì chúng ta có thể nói là bình quả 1斤 sang khoai, sang khoai hoặc là sang khoai chia. Bình quả 1斤 4块. Na phú thảo, phú thảo nè, phú thảo 1斤多少钱? Phú thảo 10块, 10块 1斤. Đó thì chúng ta có thể dùng từ khoai, khoai là đồng hoặc là tệ. Tiếp theo là hái, hái là còn hoặc là vẫn còn. Thì ở trong bài khóa chúng ta có câu là hái yao bia tơ ma, đây bạn hái yao bia tơ ma, còn muốn, bạn còn muốn gì nữa không? Cái mì bia tơ là đồ khác, cái thứ khác, còn muốn loại quả khác hay không, hay còn muốn loại nào nữa không? Hái yao bia tơ ma, thế hái là sao? Hái là sẽ là còn, đúng không? Hái là vẫn còn, còn. Khi mà chúng ta mua bình quả xong thì chúng ta còn muốn mua của mải bình quả là của hái yao mải chí sư của hái yao mải xem cho chúng ta còn có thể mua rất là nhiều thứ đúng không? Tôi còn muốn mua cái này, còn muốn mua cái kia, hoặc là khi mà hai người mà đã chia tay nhau rồi đúng không? Hai người đã chia tay nhau rồi nhưng mà người con gái thường sẽ lụy tình hơn thì thường hay tâm sự là của hái xiang tha, của hái hấn xiang tha, của hái hấn xiang tha. Của hái hấn xiang tha thì hái là còn hoặc là vẫn còn. Tiếp theo bía tơ là khác, một cái khác. Chúng ta đã mua bình quả rồi, chúng ta còn hái yao, nhỉ hái yao mải bía tơ mà, các bạn còn mua gì khác nữa không? Của hái yao mải chí sư mải chảo mế mải phú thảo. Nào các bạn cùng đọc với cô nha. Bía tơ, của bạn ít chỉ tú bía tơ, nhỉ hái yao bía tơ mà, nhỉ hái yao bía tơ mà. Khi chúng ta mua sắm thì thường chúng ta hay mua sắm hay thì thường người bán hàng hay mình hỏi ta câu này nhỉ hái yao bía tơ ma, nhỉ hái yao mải bía tơ ma, bía tơ ma là cái khác, nói chung cái khác. Đó. Thì chúng ta sẽ có của hái yao tôi vẫn còn đúng không, của hái yao mải dụng phú thảo lớn này nhá. Đó là từ khoai, hái và bía tơ. Đại gia cần là sử dụng khoai, khoai hoặc là yuán, yuán, và từ còn vẫn còn là hái, hái và bía tơ, bía tơ.
thầy cho họ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến từ chí zi, chí zi vừa cô Hải đã có nói là chí zi là quả quýt đúng không? Quả quýt. Chí zi, nhì mân xì khoan chứ chí zi mà? Nhì xì khoan, nhì xì khoan chứ chí zi mà? Các bạn có thể comment xuống nha, comment xuống với comment nhì xì khoan chứ chí zi mà? Nà, chí zi hào chứ mà? Nà, chí zi quay mà? Quay hay sư tiền nhì? Chí zi quay hay sư tiền nhì nà? Quay hay sư tiền nhì? Chí zi quay hay sư tiền nhì nà? Là khi chúng ta đã mua quýt rồi đúng không? Khi chúng ta mua quýt đúng không? Khi chúng ta mua quýt thì người bán hàng sẽ nói là nhỉ yao chỉ chín chú sư tức là ủa yao sang chín chú sư là thử dân này nhá sang chín chú sư đó là chí sư. Cả lớp cùng các bạn cùng cô đọc từ chí sư mà. Nào, các bạn cùng cô đọc nhá. Ổ mình ít tú. Chí sư. Chí sư. Thầy cho họ. Đó là quả quýt. Tiếp theo là sẩm mơ. Sẩm mơ là thế nào, tại sao, chỉ một cách thức. Thì chúng ta sẽ có từ sẩm mơ cộng với cả động từ thì chỉ phương thức làm cái gì đó như thế nào, ví dụ là sẩm mơ mai phương thức nghĩa là bán như thế nào đúng không, bán như thế nào, sẩm mơ sẩm mơ chi quả quả dưa hấu ăn như nào, xi qua sẩm mơ chi nào ăn như thế nào, bổ ra ăn hay ăn luôn cả vỏ hay thế nào đó, hay là sẩm mơ chỗ chúng ta sẩm mơ chỗ của mình sang chúng ta sang ba sang khơ sẩm mơ chỗ nữa chúng ta sẽ có phương thức là đi như thế nào này, của mình chí chơ khai chơ hoặc là chỗ lu hoặc là chua chơ đó, chúng ta có thể lái xe hay là ngồi xe hoặc là đi bộ đấy, chúng ta có các phương thức đi lại đúng không đó, thì từ sẩm mơ cộng với động từ sẽ là cách thức để làm một điều gì đó như thế nào. Trong bài khóa chúng ta có câu là chí sư chẩm mai, và chí sư chẩm mai là quýt bán như thế nào, quýt bán thế nào đúng không? Đó, thì các bạn cùng cô đọc từ này nhá, cùng mà y chỉ tú chẩm mai bán như thế nào, chẩm chư ăn như thế nào, chẩm chỗ đi như thế nào. Tiếp theo là từ mai mai này các bạn có thể giống từ mãi không? Giống từ mãi không? Mãi sẽ như này này. Thấy khác nhau ở đâu nhỉ? Ở số 10 đằng trên đúng không? Ở số 10 đằng trên đúng không? Bên trên đúng không? Số 10 bên trên. Thì mai là bán. Thì chúng ta có thể nhớ hai từ này, phân biệt hai từ này bằng cách là cứ 10 người bán thì sẽ có một người mua. 10 người bán là có một người mua. Đó. Chúng ta có thể nhớ như thế. 10 người bán, 1 người mua thì nó khác nhau ở số 10 lên trên đúng không? Đó, thì mai chúng ta sẽ có cú pháp là tiếng của sẩm mơ mai tiếng của sẩm mơ mai đó, ta có thể học câu này na nǐ mài shí me, chúng ta hỏi những người mà kinh doanh nhỉ? Nǐ mài shí me? Wǒ mài đó, thì họ có thể trả lời là wǒ mài shuǐ guǒ, đúng không? Wǒ mài shuǐ guǒ, wǒ mài yī fù, wǒ mài jī dàn, wǒ mài bào zǐ, rất là nhiều. Chúng ta có thể rất là nhiều mặt hàng mua bán đúng không? Rất là nhiều mặt hàng mua bán. Chúng ta cùng đọc lại ba từ này nhá. Chúi zì, chúi zì, zěnme. 什么卖？
My, phiên trợ hả? À, tiếp theo chúng ta sẽ đến từ lẻ. Lẻ là hai đúng không? Chúng ta có số 1 er, số 2 đúng không? Er, nhưng mà đối với cả số lượng thì chúng ta sẽ dùng từ lẻ. Số đếm chúng ta dùng er, nhưng số lượng chúng ta sẽ dùng lẻ. Ví dụ, lẻ cơ, cho mình hiểu, lẻ cơ rắn đúng không? Lẻ cơ rắn, lẻ cơ bao tử, lẻ chín, khiến của 2 cân, 2 cân gì nhỉ, 2 cân táo đây mà, lẻ chín khiến của đó, chúng ta có rất là nhiều đó, từ lẻ. Lẻ là hai, hai dùng cho số lượng và sau lẻ sẽ có lượng từ, sau lẻ sẽ có lượng từ. Tiếp theo là từ ý cùng. Ý cùng là tổng cộng, tổng cộng. Lão sư xiang mai ping guo, ping guo yi jin, à, wǔ kuài qiān, yi jin wǔ kuài qiān. Na lão sư mai le si jin, na yi gong duō shǎo qiān? Ý cung tôi sợ chiến. Cô giáo mua táo đúng không? Thì 1 cân táo 5 tệ. Mà cô giáo mua 4 cân táo thì sẽ ý cung tôi sợ chiến. Ý cung 5 x 4 20 đúng không? Ý cung. Ý cung. 20 đúng không? 20. Mua 4 cân 8 mà 1 cân 5, 5 tệ thì tổng cộng là 20 khoai. Cùng là tổng cộng, thì cũng là tổng cộng, tổng bao nhiêu là được. Tiếp theo, kể là đưa. Kể là đưa nhé. Kể là đưa thì chúng ta sẽ có là我给你包子，我给你面条，我给你水果，牛，那给。我们还可以给什么？好，我们还可以给什么？给什么？好，我们还可以给什么？我们还可以给钱，对吧？给钱，钱啦。 là tiền các bạn, sẽ là tiền, là kể. Tiếp theo, chọn là tìm, trả lại. Mình có thể chọn gì mà, nếu mà với nghĩa là tìm, tìm kiếm thì chúng ta có thể, mình có thể chọn gì mà, chọn tiền các bạn, chọn tiền, chọn đồ vật, hay là chọn nhân, tìm người các bạn. Đó, chúng ta có thể kiếm rất là nhiều. Và nếu mà với ý nghĩa là trả lại thì của mình thì chúng ta có thể nói là trả lại tiền bao nhiêu đúng không? Ví dụ họ đưa mình 50 tệ thì mà cái giá tiền cái mặt hàng chỉ có 40 tệ thôi thì của cháu nhỉ bao nhiêu? 50 trừ 40 sẽ là khoai tức là chúng ta có thể là ta có thể ví dụ là của cháu nhỉ 10 khoai, thì cháu có hai nghĩa, thứ nhất là tìm tiền, thứ hai là thối lại tiền, của cháu nhỉ hoặc là của cháu nhỉ đôi khi đó. Thì chúng ta cùng đọc nhé, chúng ta cùng đọc 4 từ này nhé. Lẻng kể kể và ý cùng, cuối cùng sẽ chọn và chúng ta sẽ có phần ngữ pháp trọng điểm. Câu trọng điểm sẽ là chỉ và tua sảo, chỉ và tua sảo, chỉ là những số, những số dưới 10 và tua sảo là số lượng trên 10. Ừ.
ví dụ là lão sư quân à, à, nhỉ yao chỉ chinh, nhỉ yao chỉ chinh là suối quả, nhỉ yao chỉ chinh suối quả, đúng không? Hoặc là nhỉ yao chi chỉ cưa mán thô, thường thì ăn cái gì đó, ăn ăn bánh bao hay là bánh à, mà thầu thì thường chúng ta chỉ ăn được số lượng dưới 10, đúng không? Chúng ta không không bao giờ, hoặc là ít khi, hoặc là rất ít khi ăn được số lượng trên 10. Nhưng ở đây câu hỏi sẽ là chỉ cơ à, và chúng ta có rất là nhiều câu hỏi khác, đúng không? Các bạn có thể tự đặt câu hỏi bằng với từ chỉ nhé, tự đặt câu hỏi bằng số với từ chỉ này và viết xuống dưới comment, viết xuống dưới comment, các bạn có thể tự đặt câu và viết xuống comment à, và tô sở chúng ta sẽ có là tô sở tô sở tô sở chén, đúng không? Tô sở chén bao nhiêu tiền một chén, là một chén bao nhiêu tiền, các bạn có thể nhớ nhé. Thì các bạn chỉ cần nhớ là chỉ là mấy, mấy và hỏi số lượng dưới 10 và bao nhiêu là bao nhiêu và số lượng trên 10. Và tiếp theo là đến phần phương pháp suy trí nhớ về output. Output và hôm trước cô giáo cũng giới thiệu về output rồi, đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp về phần output này nhé. Các bạn hãy xem video nhé. 大家好，我叫阿兰，今年25岁，我是 Higado Academy 的汉语学生。我已经学汉语学四个月了。在学习的时候，我跟我的同学们谈过了很多话题。 自己的爱好、家庭、工作、朋友等等。今天我会跟你们说说一下我最喜欢的话题。我想去旅行的国家。我现在是 Higado Academy 的汉语学生。今天我会跟你们一起说说。 我想去旅行的国家，好吧？你们想去哪国旅行呢？至于我，我很喜欢两个女演员，她们叫杨紫和谭松韵。你们知道这两个演员吗？如果你们知道了，你们能不能猜猜我说的是哪个国家吗？ 嗯，你们对了，那儿就是中国的。嗯，我很喜欢看中国电影。我也听说中国的风景非常美丽。大家好，今天我来介绍一下，我叫李树林，今年27岁，我是越南人，我学汉语两个月了。 我在一个多学习汉语，我喜欢旅行、看电影、中国音乐。我家有5口人，他们是爸爸妈妈、哥哥、姐姐和我。我爸爸妈妈是农民。 Thì buổi trước cô giáo đã nói, đã giới thiệu cho các bạn về output, đúng không? Output là những kỹ năng chúng ta show ra ngoài như là nói hay là viết. Thì viết thì chúng ta có thể tự tự có thể luyện ở nhà, nhưng mà nói thì chúng ta nên tìm một môi trường để chúng ta show ra, bởi vì nếu mà chúng ta chỉ tiếp nạp vào thôi mà chúng ta không show ra thì chúng ta sẽ bị mắc trường hợp là bị mắc một cái bệnh là chỉ nghe hiểu nhưng mà không thể nói được đó. Vậy nên chúng ta phải show ra và input ra nó thật nhiều và để cho chúng ta có thể luyện khả năng khẩu ngữ. Và ở Hikado thì các bạn được lên lớp nói thoải mái, thỏa thích với giáo viên và các bạn trong lớp. Ngoài ra sau những buổi học tương tác thì các cô giáo, thầy cô còn cho các bạn những chủ đề hay đa dạng để các bạn về tự làm nội dung, sau đó tự quay lại video. Thứ nhất là giúp các bạn ôn tập kiến thức, thứ hai là giúp các bạn gia tăng khả năng khẩu ngữ của các bạn ấy, và thứ ba là giúp các bạn tự tin trước máy quay đó. Thì dần dần các bạn rất là tự tin nói tiếng Trung, và không chỉ là trước màn hình mà còn khi mà ra ngoài tiếp xúc với người ngoại quốc rồi, các bạn cũng rất là tự tin. Vậy nên ngoài việc tìm kiếm một môi trường thì chúng ta có thể show ra vốn tiếng Trung của chúng ta, có thể output ra, thì chúng ta còn nên tìm những chủ đề hay để chúng ta làm video,
quay video, quay lại video giúp chúng ta gia tăng khả năng tự tin. Ngoài khả năng ta gia tăng khả năng khẩu ngữ ra, còn có thể gia tăng sự tự tin đó. Các bạn hãy thử nhé. Chúng ta đã học hết nội dung của ngày hôm nay rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến phần game thực hành nha. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng để với game thực hành chưa nào? Sẵn sàng rồi thì hãy comment hai chữ S xuống nha. Comment nào các bạn, comment nào. Chúng ta sẽ thực hành nhá. Bắt đầu nha. Đó, chọn chữa chính xác đáp án. Nào, mãi, kể. 1, 2, 3 là xong nào. Cho cái thủ kia. Bức tranh này tương ứng bức tranh này và từ chữ Hán này thì 1, 2, 3 là xong nào. Các bạn comment xuống nhá. Comment nhanh xuống nhá. 1, 2, 3 là xong nào. À, sư mãi được ba. Mãi thì mãi. Đông xỉ mãi. Hình quả mãi. Sủy quả. À, mãi. Mãn thô. Hay là mãi y phục. Mãi y phục. À, rồi hôn nè. À, 1, 2, 3, 4 nè. Chứ. Yêu. Chào. Chá. À, là từ gì nhỉ? Các bạn comment xuống nè. Comment thật nhiều nè. Comment thật nhiều và thật nhanh nè. 1, 2, 3, 4 nè. À, đây là sư chào. Ý nghĩa thứ nhất là gì? Ý nghĩa thứ nhất của từ chào là gì? À, là tìm kiếm đúng không? Đó, ý nghĩa thứ hai là thối lại đúng không? Thối tiền. Chào nhỉ. Chào nhỉ. Của cháu nhỉ. 10块钱 tôi thối lại cho bạn 10 tệ. À, tiếp theo bức tranh là gì nhỉ? 1, 2, 3, 4 miên thảo, công chín, ý công và sử quả là từ nào nhỉ? 1, 2, 3, 4 nè. Các bạn comment nhanh xuống nào, comment nhanh xuống nào. Phê chẳng hỏi, các bạn trả lời rất là tốt. Sư sử quả, các bạn trả lời sử quả. Nhi mà sử quả chứ sử quả nè? Nhi mà sử quả chứ sử quả. Các bạn comment xuống nhá. Nhi mà sử quả chứ sử quả. Rất là tốt. Có những quả gì nhỉ? 苹果, 橘子, 香蕉, 西瓜, 草莓, 葡萄, rất là tốt. Tiếp theo, 橘子, 一共, 多少, 八子, 1, 2, 3, 4 nè. Đây là 2, đúng không? 2, 一共. Sư mãi, 2斤苹果, 2斤苹果, 10块钱, 2斤苹果, 10块钱, 然后买, 1斤葡萄, 3块钱, 那一共多少钱呢? 一共多少钱? 10块钱, 3块钱, 一共, 13块钱的吧, 一共, 13块钱, 一共啦, 总共, 总共, 这都, 公斤, 金, 怎么, 饺子, 是哪个呢? 金还是公斤呢? 一还是二呢? 一还是二呢? 对了,是公斤,对吧? 公斤啦, 一路干, 太公斤, 不改金, 看怎样呢? 公斤, 不金, 看怎样, 各位comment说呢? 如果公斤, cung chin một chin một cung chin sẽ bằng hai chin đúng không? Y cung chin sẽ bằng lẻ chin. Được rồi. Hôm nay chúng ta đã học hết nội dung của bài học ngày hôm nay rồi đó. Các bạn hãy viết ba điều mà bạn học được ấn tượng nhất trong buổi học ngày hôm nay nhé. Hãy viết xuống dưới comment nhé. Chúng ta luôn luôn phải đúc kết đúng không? Đúc kết nội dung. Chúng ta học được gì chúng ta phải đúc kết lại thì chúng ta mới nhớ lâu được và áp dụng vào thực tế được. Và một điều bạn sẽ áp dụng ngay để học giỏi tiếng Trung ngay tại nhà. Đồng thời nếu các bạn có muốn Hikado cần cải thiện điều gì thì các bạn hãy comment xuống nhé để Hikado có thể giúp cho các bạn học tập dễ dàng hơn. Các bạn comment xuống nhé, viết xuống nhanh xuống nhé. Chúng ta có một phút nha, các bạn hãy viết nhanh xuống nha. Ba điều mà bạn học được ngày hôm nay này, bạn thấy điều gì hay bổ ích hay là ấn tượng thì các bạn có thể viết xuống dưới về từ vựng này, hay là về bài khóa này, hay là về phương pháp sử trí nhớ đó, các bạn thấy ấn tượng hay thấy thấy thú vị
về điều gì thì các bạn hay viết xuống là một điều bạn sẽ áp dụng ngay để học giỏi tiếng Trung hay tại nhà. Và có điều gì mà các bạn muốn Hikado cải thiện để giúp đỡ các bạn thì các bạn cứ có viết viết xuống nha. Hikado có thể làm chương trình làm ra những chương trình hay hơn nữa để trao giá trị các bạn. Rất là tốt, có thấy các bạn viết rất xuống rất là nhiều đó, rất là tốt. Chúng ta có 5 giây nha. Chúng ta có 5 giây nha. Hết giờ. Rất là tốt. Và bài tập của chúng ta thì cô giáo sẽ gửi cho nhóm. Các bạn hãy lên nhóm học tập để lấy bài tập nhé. Và đường link nha bên dưới là nhóm học tập, bạn nào mà chưa vào nhóm học tập thì có thể ấn vào đường link bên dưới để vào nhóm học tập, nhóm hỗ trợ nhé. Và các bạn hãy kênh đăng ký kênh YouTube Hikado Channel và nhấn nút quả chuông để nhận thông báo các bạn mới nhất từ Hikado nha. Và cô giáo bật mí về nội dung của học tiếp theo sẽ là bài khóa 我要换人民币. Và cảm ơn các bạn đã đến với cô giáo trong buổi học ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn nha. Và tạm biệt các bạn. 再见，再见。